giá trị của Quang Hải và Philip Nguyễn ở Công an Hà Nội chỉ ở mặt hình ảnh. Quang Hải và Philip Nguyễn vẫn chưa giúp cho Công an Hà Nội chiến thắng sau khi cập bến ở giai đoạn 2 mùa giải 2023. Nhưng giá trị của bộ đôi này không chỉ ở chuyên môn. Công an Hà Nội mang Quang Hải, Philip Nguyễn từ châu Âu về sân hàng đẫy chắc chắn không nằm ngoài mục tiêu muốn tăng cường sức mạnh và vô địch V-League ngay mùa đầu tiên kể từ khi thăng hạng. Tham vọng của Công an Hà Nội không chỉ dừng lại ở V-League mà còn muốn vươn ra châu lục vào năm tới nếu trở thành tân vương giải đấu cao nhất Việt Nam. Vì lẽ đó, việc chiêu mộ Quang Hải, Philip Nguyễn cùng hàng loạt ngôi sao khác trước đó cũng là hợp lý. Thế nhưng, sau hai trận đấu có sự góp mặt của Quang Hải, Philip Nguyễn và dàn sao của tuyển Việt Nam trong đội hình, những gì mà Công an Hà Nội nhận về chưa thực sự như ý. Đội bóng ngành Công an thua Đà Nẵng ở V-League, dừng bước tại vòng 1/8 cúp quốc gia trước Nam Định thực sự là bất ngờ, dù trước đó bất bại 10 trận liên tiếp. Và trong hai trận đấu ra mắt, Quang Hải lẫn Philip Nguyễn đều không tỏa sáng như kỳ vọng. Thậm chí, tiền vệ tuyển Việt Nam chơi dưới sức kèm theo một pha sút hỏng 11m. Công an Hà Nội chiêu mộ Quang Hải hay Philip Nguyễn chắc chắn là bởi yếu tố chuyên môn với tham vọng vô địch V-League cũng như ôm mộng chơi tốt tại đấu trường châu lục mùa tới. Dù chưa giành được kết quả trên sân như mong muốn, nhưng về cơ bản, Công an Hà Nội vẫn có được những điều họ mong muốn, đó là tăng giá trị hình ảnh. Cái được của tân binh V-League không khác gì nằm ở chỗ đội bóng này được chú ý nhiều hơn, cũng như thu hút thêm một lượng fan mới kể từ khi có Quang Hải hay Philip Nguyễn đầu quân. Chắc chắn, Công an Hà Nội sẽ tìm lại mạch chiến thắng hay biết cách dùng Quang Hải, tận dụng được tài năng từ Philip Nguyễn. Nhưng đó là chuyện về sau, còn lúc này, ít ra, cả hai cũng chứng tỏ được giá trị của mình khi mang đến cho Công an Hà Nội, thậm chí V-League, một bầu không khí mới kể từ lúc ra mắt.